chào mọi người, kỹ sư hẻm đây. Hôm nay các bạn có thể nhìn thấy đây là một đống đồ phụ tùng các thứ con đà điểu luôn, nhưng mà hiện nay tôi không ở Việt Nam mà hiện giờ tôi đang ở Thái Lan. Và hôm nay là đây sẽ là cái phần mà ta sẽ đi qua Thái Lan để mà ráp xe đua. Thì như các bạn đã từng biết, kỹ sư hẻm rất là thích đưa cho Su 7 đi qua Thái Lan để đi đua xe. Nhưng mà qua đây mỗi lần đi đua xe mà mỗi lần đi mượn xe rồi phải set up lại chiếc xe từ đầu, rất là cực và rất là tốn tiền. Nên mình đã quyết định là mua luôn chiếc xe này, quay qua chiếc xe Su. Đó, tôi đã mua luôn chiếc xe này là nhờ người bạn của tôi, chút xíu tôi sẽ quay vô. Rồi thì đây là những cái phụ tùng mà tôi đem qua để mà ráp được thành chiếc xe đua. Thì điều đầu tiên không thể nào mà thiếu được đó chính là cái sườn này. Đây là một cái sườn xe đua và tôi tự thiết kế ở Việt Nam và được phỏng theo phong cách của bản thiết kế của châu Âu, mà thiết kế để dành cho MX, có nghĩa là một chiếc MX sẽ gắn nguyên cái bộ máy và khung sườn này và toàn bộ dàn áo đua. Giờ tôi thiết kế để mà có thể sử dụng nhiều chiếc xe đua chuyên nghiệp, và đây là cũng là một chiếc xe đua mà Su ở Việt Nam đang sử dụng. Rồi, không thể thiếu đây chính là dàn áo. Dàn áo cũng đã được đem từ Việt Nam qua. Dàn áo từ đuôi về cho tới ốp. Thì cái ngày hôm nay khi mà mình vừa mới hạ cánh máy bay là khoảng 2 giờ rưỡi và giờ tới đây là khoảng 3 giờ, thì mình nghĩ là mình sẽ có khoảng 4 tiếng đồng hồ để mình ráp chiếc xe để cho kịp ngày mai chúng ta có thể đi thử xe. Thì ngoài chuyện đó ra chúng ta phải đem gì nữa? Đây là cái bình xăng. Đây là cái bình xăng nhôm mà do mình tự làm, sử dụng là phun xăng điện tử luôn để xài cho em biết. Chứ chúng ta sẽ không xài bình xăng cơ nữa. Đây là cái côn biểu diễn mà mình đem theo cho Su, tại vì Su thích xài cái côn ngắn. Đấy, đây là cặp ghi đông nha, cặp ghi đông Ducati. Kèm với lại ghi đông màu đen, nhưng mà Su nó thích là màu vàng với màu đỏ, nên mình quyết định là mua luôn một cặp Raven Racing của Mỹ để mà thay cho Su đi đua. Rồi, kế tới phần này thiếu đó là đi đua là phải có một cái ESO độ. Đây, một cục ESO VRT độ. Rồi, một sao ES cũng đem từ xe Việt Nam qua luôn. Rồi kế đến là nguyên một bộ cổ vô titan, full titan mình tự làm, kèm với lại cây bô True Brother Racing đó, cây bô của Mỹ luôn. Rồi kế đến là bên đạp Brembo bình dầu liền đó, Brembo bình dầu liền, và kèm với lại cùng thắng Brembo của Cào Cào, tại vì cùng thắng này có ưu điểm là nó có cái núm chỉnh để mà tay xa gần nên sẽ phù hợp với Su. Rồi dây dầu zin đồ chơi cũng đem theo luôn. Cặp ba tay Pro Grip. Rồi cái sườn đuôi phía sau nè. Rồi mình đem cả dầu tháng, mình đem cả nhớt, và đem luôn cả vỏ IRC. Mặc dù IRC là hãng của Thái nhưng mà mình cũng phải đem Việt Nam qua luôn. Và đây là một cái bộ họng phun kèm bát phun độ luôn, đã được đội sẵn từ Việt Nam qua đây, đã lắp dính sẵn, chỉ cắm vào là xài. Rồi đem theo cả buri nè, rồi theo gồm các chân nhôm. Đây là những cái bộ phận để mà sừng trâu để mà bắt coi thành máy đồng hồ. Rồi bắt đầu này là để bắt máy dưới nhông xin đĩa luôn, mình đi xin 420 7 ly để cho nó nhẹ. Rất là nhiều đồ nghề và tổng cộng hành lý mình đem bữa nay mình đi hai cha con mình đem tới 50 kg. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cầm máy quay phim để mình quay lại cái gia đình của người Thái này. Rồi ok, say hi. Sawadee khap. Rồi đây là cái gia đình người Thái, và đây là cậu con trai 15 tuổi người Thái. Đây là cậu con trai đua rất là giỏi, và hai cha con này đã phụ mình ở bên Thái Lan này, giúp mình mua chiếc xe, và mình chuyển tiền từ Việt Nam qua đây để mua chiếc xe và giữ giùm chiếc xe của mình, để có thể là mình sẽ thuận tiện hơn trong cái việc đua xe ở bên Thái. Dĩ nhiên là mình nhờ vả, nhưng mà mình vẫn phải trả đủ chi phí từ đi lại rồi chi phí giữ xe, sửa xe. Như các bạn thấy ở nhà này có một con chó, đây một con chó rất là bự. Con chó này what's your name? Sumo. Wow, một con chó sumo rất là bự. Đây, kế bên đó là một con xe biểu diễn. Ở bên Thái Lan thì người ta rất là thích biểu diễn bằng xe. Rồi bây giờ là mình sẽ quay lại cho các bạn xem các khung cảnh ha. Đó. Toàn bộ đây là những phụ tùng đem từ Việt Nam qua, và đây là một con Honda MX Zin mới mua từ Thái Lan. Biển số Thái luôn ta, để mình quay biển số Thái cho nha, để cho mọi người tin là mình mua từ Thái Lan về. Đó, có biển số Thái luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tiến hành xử lý làm chiếc xe cho Su 7 để đi đua. Rồi. Đó, đèn tháo sắp hết rồi, đèn tháo lấy đồ ra. Chị có gắn đồng hồ không? Có gắn đồng hồ. Nói chung là sau 2 tiếng làm việc thật lực thì bắt đầu mình ráp
cũng được được khá khá rồi đó. Su quay cận lại đi. Xong chưa? Đó, quay chưa? Đó, rồi. Nói chung là đã lên hết sườn, máy, phột. Nói chung là phần sườn, phần bô, các thứ là đã được set up. Bây giờ chỉ cần đang đợi cặp vỏ mới, nó được ráp vào cặp mâm. Và ngoài ra là thay luôn cả đĩa thắng, bô thắng và vệ sinh heo thắng trước sau để làm xe đua cho thằng Su. Thì sau một cái quá trình rất là miệt mài và tay chân dơ bẩn như thế thì có thể nói là ổn rồi đó. Bây giờ mình mới dọn đồ ra lại để bắt đầu chuẩn bị mình tiến hành tiếp. Phần thứ hai là trong ngày hôm nay là mình sẽ ráng cố gắng để mình hoàn thành cho nó xong chiếc xe để cuối tuần này có thể cho Su đi giật. Nói chung là hôm nay là mình sẽ tuần này là mình sẽ đi giật ở đây đua để mà chạy cho vui thôi, để mà tập luyện thêm thôi. Đây các bạn có thể xem ha, hoàn chỉnh, khá là hoàn chỉnh toàn bộ mọi thứ ha. Sừng trâu có tích hợp ngôn bắt đồng hồ rồi, xài là chẵn ba zin, xài ổ khóa luôn. Rồi xuống cùm Ducati để thiết kế, để bắt vào cùm clip on dưới lô. Rồi bình xăng nhôm, kỹ sư hẻm tự làm mọi thứ. Cái sườn này mình cũng tự làm luôn, nguyên phần sườn chẳng ba mình tự làm. Qua đây mình chỉ việc lấy toàn bộ đồ của con MX. Bên đây là máy, dây điện, rồi phục trước mình thay về trước của nó luôn. Cái này chơi về độ luôn. Cái bát inox này mình cũng làm luôn. Thì mình làm xe này mình làm rất là kỹ. Các bạn có thể chú ý những cái vạch bút xóa này ha. Con nào mình đã siết rồi, đủ lực rồi là mình đều vạch bút xóa. Con nào chưa thì có nghĩa là mình đã chưa có siết cứng, mà mình chỉ mới gá thôi. Nhiều người sẽ hỏi là vì sao mình phải vạch như vậy. Vạch như vậy để làm chi? Để mà khi mình nhìn vô mình biết con nào đã siết rồi, con nào chưa siết. Chứ không làm xong cái xe mà không biết con nào siết rồi hết. Rồi bây giờ mình sẽ tham quan luôn nhà của ông bạn ha. Đây, đây là một con xe Kawasaki độ để biểu diễn mà có vẻ lâu lắm rồi chưa được chạy, chắc cũng phải từ nửa năm rồi đó. Cái này là thằng con trai 15 tuổi của ổng chạy. Khu vực chứa đồ nghề tùm lum tá lả của ổng nè. Trong đây thì có bộ suit giáp của con ổng, rồi khu vực để nón bảo hiểm. Nói chung đây là một cái phong cách của gia đình đua đó, đồ đạc lên tinh. Này cái xe Bolini của thằng tèo con nhà mình đó, mình đang làm cho nó đó. Trong đây là một con CBR hình như hạng 250 là của thằng nhóc nó đua, nó để trong đây để nó làm xe, nó chuẩn bị đua. Rồi ở đây có con Dio nhỏ nó mà bỏ nhìn chán hả. Còn nếu không làm thì tôi đây là một con xe Trung Quốc hay gì á, đúng rồi tôi nhớ không làm như thế này, xe Trung Quốc chứ không phải xe xịn đâu. Mà nó cũng thiết kế để biểu diễn mà chắc xe này làm lâu quá rồi mà không có chạy nè. Đó, con Dio. Và thêm một con hai thì nữa. Nói chung ông này cũng mê xe lắm, ông bỏ tùm lum tá lả đồ, tác lát lên tinh. MXX rồi VMX rồi Noza gì hư. Bên đây có vẻ như chuộng cái trò hư rồi sửa không được rồi bắt đầu bỏ xó dục kho luôn là thành đồ dục luôn á. Một con lên dàn áo Racing Ferrari rất là đẹp. Ổn á.